ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay vợ chồng Thủy xuống nhà của cô Tư thì xem mấy anh thợ làm cho nhà cô Tư tới đâu rồi. Thì mấy anh hôm nay cũng làm từ sáng giờ, uống nước cà phê, ăn bánh mì. Dạ chào mấy anh. Hẹn kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. À, nghỉ xả hơi phải không? Chợ năm anh đang cầm bánh mì đâu có nói được. Giận rồi. Nói rồi à. Đây anh Tô sớm giờ đây có chú anh chị. Tô em thấy là nhà tắm Tô rồi hả anh Thông? Đây mà bỏ dép lên nhà trên luôn đi. Rồi. Rồi chào chị. Dạ. Chào cô. Dạ cô Tư. Phải không cô? Em. À. Sáng giờ ăn gì chưa? Ăn mì tôm hả cô? À, chị Hồng. Đây chị Hồng. Nhà đang làm nước hả? Hôm nay thì chị Hồng là thấy cũng có nói là chị Hồng là con dâu của cô Tư thì bữa chị phụ đẩy tôm mà chị mất công chuyện đi về, hôm nay chị không là chứ hình như là chú thưa anh chị bạn thấy chị ngày nào chị cũng qua đây phụ nước nôi cho anh em thợ á, rồi phụ dọn dẹp với cô Tư. Chào cả nhà, chào các chị chú ở bên Mỹ. Tôi cũng cảm ơn bởi vì cô chú đã ủng hộ cho má tôi được ở nhà cửa được cỡ cũng khá cao. Tôi rất vô cùng cảm ơn và chúc gia đình nhiều sức khỏe, vạn sự như ý để ủng hộ cho kênh của Thủy nữa nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chị. Dạ, để em đăng quang làm tới đâu rồi. Đây là cái bức vách mới phát sinh thêm xây để cho kính cái chỗ này cho cô Tư cái giường á, thúc lại bức vách cho nó gần, nó rộng được khúc trên nữa. Đây cái thoáng rửa cửa đây, còn cái này là cửa cũ của cô Tư nè. Đây anh lắp được rồi, đang thiếu khúc gạch mới chở vô chú anh chị. Đây lắp cái này luôn hả? Đúng rồi. Em tưởng đâu là để cửa sổ. Không có, lắp kính luôn. Đây là cái nhà bếp đây, hôm đó là cái cấp cao rồi cô chú anh chị. Đây tới đây luôn. Nó rộng ghê luôn á. Đây nhìn thấy nó rộng sạch sẽ phải không? Đây còn cái toilet. Cô Tư đứng đó xong rồi. Này, chưa hoàn thiện nha. Cái này là cái nền. Cái bồn cầu. Bồn cầu và gạch dán lên thúc cho sạch nha cô chú anh chị. Là nãy hiện có tìm thông tính rồi đi. Cái anh chở gạch này là anh Dũng á, chở lên luôn. Đó, dán lên khoảng 4 cục gạch mét 6. Rồi cái toilet này để giờ ta làm xong rồi nè. Nhờ mấy anh em nâng cái nóc này lên. Tại vì lúc mình nâng nền á, đây con cái nhìn thấy hàng nó thấy lại thấy. Thấy lại nhìn cái này là nó thấp dữ lắm. Đó, nó quá thấp. Giờ mình nâng lên cho cái độ xéo của cái nhà này nó thon xuống luôn. Nhưng đây nó hơi sủ luôn chú anh chị. Hồi trước tại vì lợp lá, sau thời gian lợp tôn. Ha. Bây giờ cái trên cái nhà trên thì nó ngang đẹp này ha. Ở dưới thì nó sủ. Bây giờ nó nâng lên thì nó cao lên đỡ được khúc nữa. Để cô Tư làm cái bếp ở cái góc này. Dạ. Cái bếp thì không có xây nha cô chú anh chị. À, cái bếp thì chị Hồng là có hàng cái bếp vậy nè. Để cô Tư ngồi xe lăn nấu rất tiện. À, rất thấp. Đem về đó. Là không có xây bếp. Và mấy cái này thì tô hết, hoàn thiện tô. Rồi có mua một thùng sơn và một bao bê để cho anh lăn và sơn lại cho nó mới giống như nhà của cô Mười vậy đó. Còn cái bảng tấm này thì lấy cái nhà tôn tiết cô ở trên đó dừng lại thì bữa anh có nói với gia đình thì anh Hồng có con đó cô chú anh chị đốn mấy cây dừa để xả làm cây đây mà người chưa có xả, chưa có ai mà đẩy đi xả để nhờ nghe nói mướn người ta là một kéo xả là như 40.000 một mét và đẩy tới nhà vậy đó. Cái này xả khoảng một lóng là đủ rồi. Đâu rồi, có người đâu rồi, rồi mai thì chị đem hai cây cột qua. Rồi hai cây cột sắt nâng cái này lên hả chị? Đây là cái đem hai cột lẫn cái như hai cây sắt á. Hai cây sắt cột viết đó. Rồi nói đưa lên. Đưa lên đó. Cho cao rồi nhờ mấy ông này đặng xô qua đó thì bị vậy nó hơi xéo. Dạ. Rồi thì sáng này chị tính chở qua rồi mà chị kia xe không có. Dạ. Thôi đi bộ qua đó, chị bộ rồi chị theo. Dạ. Đi giao cây rồi, không có gì. Dạ. Anh giao cây gì chị? Giao ba cây mai em tới đó. Dạ, mai kiện ha. Dạ. Rồi gạch này á là hôm đó kêu số lượng là vừa đủ của chú anh chị.
giờ đến tính là tô lên dán lên hai cột bằng gạch này luôn, để hiện nhà anh Dũng trở lên thêm là mỗi một cái cột vậy đó là 2 mét, hai cây là 4 mét gạch nữa. Mình làm cái tam cấp dài luôn hả anh Phong? Đó, cái tam cấp thì làm thẳng vào luôn, chứ cái này làm mà nếu có dốc xéo quá xa, nó xa quá nhưng mà cô Tư đi cũng không được. Ví dụ như cô Tư muốn đi lên xuống thì hoặc đi khám bệnh gì á, đi xe lăn tới đây nhờ người ẩm xuống đi lên xe, cái làm có dốc mà lăn cũng không được đâu, nguy hiểm lắm, lăn tuột à. Cái này tỷ mình làm cái sắt làm xong rồi làm hàng cái sắt ngang được không, khi cô Tư có đẩy xe sợ nó trơn á. Cái đó làm cái lan can giống như nhà mình đang làm á, làm rồi á thì cái này bữa mình hỏi phỏng phỏng thằng thợ nó làm mua sắt hàng tính công luôn khoảng tầm khoảng 2 triệu. Bữa mình đo này là 8 mét hơn không? Cái chiều vòng ở đó vòng ở đây 8 mét hơn không? Bị ngang 4 mét phải không? Mỗi một cái đó là mấy mét hả? Vậy là gần 9 mét hả? Đó. 2 mét rưỡi là 5 mét thì 9 mét. 9 mét là khoảng tầm 2 triệu 2. Tại vì hiện làm ở nhà hiện có 7 mét rồi mà là một tư mấy gần 2 triệu rồi. Là lấy cản lại tôi lăn đừng có, ví dụ ra ngắm cảnh này nè, lăn nó không tụt á cô chú anh chị, để cô Tư khi tay của cô ví dụ như lăn ra đây là có cái hàng rào cản sắt nó vướng lại để lăn xuống luôn, mà nó có đây có hai mẹ con không biết làm sao nữa. Còn mấy cái xe đổ nước rồi ta thay tôn rồi, nhìn thấy nó vững chắc quá. Bây giờ đưa cô Tư lên đây. Cái cửa này còn tái sử dụng được không không? Hồi trước là nó có đóng mở được không anh? Giờ nay anh Phong đưa cô Tư xuống nhà dưới nữa hả? Chuyển đi xuống rồi. Hôm nay đưa cô Tư lên xuống lại. Chứ mấy có nhà đẹp ở mà con này lót gạch là nhìn thấy đất nhà nó rộng quá hả chị? Sạch nữa thì má đi tới luôn nó cũng khỏe nữa. Bữa em nói nếu mà gắn cửa lùi cho cưng là cưng kéo được hả Duy Phương? Có kéo thôi được không? Được hả? Ờ à, đúng rồi, cái đó cũng dễ nhẹ. Thì bữa có điện cho hả? Để công bằng mỗi chai thiệt. Để cầm vài mỗi tay gì? Ở không vài mỗi tay hả? Ừ. Giờ cưng làm gì được nè, kiếm gì cho cưng làm nè. Được không? Đi được không nè? Được, dịnh cây đều cuồng cẳng đi không được. Hôm nay cuồng cẳng đi không được. Đi thử thôi. Đi thử đi. Chiều rồi chị lao. Chị lao rồi đang chơi xuống. À. Dịnh phụ với đang cho lấy nước này. Xong rồi cái lao lên cho Duy Phương xuống đây ngồi với này cũng mát mẻ. Tại mấy nay thợ làm đi tới lui á. À, đi vậy đó ha, phải có cái cây kia nó không? Thôi thôi đi, cứ ngồi đi, ngồi đi, không có gì phân đi, ngồi đi. Ừ. Rồi. Là làm sao thôi? Như là mấy cái hổm cái cây à, rồi hả? Ý chị nói là phải làm cái cây đừng có phăng đi phải không? Chứ không có làm cái giá đẩy đi chứ hôm bữa hả thì? Từ đây vô nhà tắm đừng nó dịnh nguyên cái kia. Không làm hàng cái giá cho nó đẩy đi hả? Ý anh hàng cái cây mà có bánh xe dưới đẩy đi tới lui vậy nè. Đây ở trước phải ra hàng. Nó không có chặt cái nhà của mình. Nó không có sợ té nữa. Má đi xe lăn mà. Có xe lăn rồi. Em xe lăn cho cô Tư luôn. Đi tiểu đi tiêu rồi. Trong đây chắc phải làm một cái trong nhà tắm á. Cây dựng dựng nhà tắm nè. Rồi. Ờ cái cây đang dựng được không? Phải có cây dựng đứng. Chứ nếu mà không dựng đứng vậy đi đâu có nào. Rồi rồi để thiết kế cái đó mua hơi sắt tròn vậy làm. Dạ. Thuốc uống còn không cô Tư? Còn mấy viên hả? Có vỏ không không? Đưa cho con đi, nay chị đi Bến Tre con mua lên cho cô. Nguyên đưa nguyên to không? Cái hũ không, còn hũ thuốc còn thì để lại. Chị mua hai thứ thuốc uống rồi. Dạ hai thứ thuốc hả cô? Hai thứ thuốc. Thứ hàng mua một to.
Sao đổ giường cô? Đổ qua ngay. Không, không lấy cô lấy ở sang qua hả? Sang cho cô đi. Như nói hút ma cô ba là nó bắt. Như con trai? 403, khi 403, khi 405, khi 450. Mua bên mà Như Ý bên Đức đó không? Gần bên Đức không? Ở đây cũng có nè, cho một cài tôi nước gì qua này không mát. Một cài có hả? Như mát. Nước gì tổng tổng qua này. Chứ hôm bữa thì mua bánh là nó cái này hả? Manoba đây phải không? Có lúc thì ủa có 30 viên hả? Ừ. Có lúc thì nó mắc, còn có lúc thì rẻ bị hết hàng á. Ờ. Tùy có bao giờ bữa có bữa khi 300 mấy cũng có. Chứ 200 mấy cũng có. Nó nép được. Chứ không phải là mà đã cũng 30 viên. 400 mấy. Ờ thuốc này của thị sĩ hả? Thì rồi nhìn thấy rất là đẹp luôn á thì. Ừ. Cầm cái con thuốc anh lắm lấy nét thì sao không thấy được thầy. Cầm nghe nè. À, thuốc thì xay xay bên đó này. À. Rồi. Thì sĩ hàng chi mắc phải rồi. Rồi. Cầm ở đây ngồi giữ theo đi đi Bến Tre ghé mua hoặc là đi có cài để mua cho cô. À, thầy cũng tao rồi nhìn nó sáng nó đẹp cái nhà. Ừ. À, tô à, tô xong rồi à, và lăn nước sơn lên nữa nhìn đẹp lắm. Rồi thôi giờ bây đến đây rồi sao ta nó về bữa làm cho gọn gọn cái nơi xuống quay phút nữa đưa lên cho được một video cho cô chú thấy ha. Ngày mai đi, ngày mai thì tới lại một phút nữa. Ừ. Ngày mai thì tới lại thăm cái nó làm con coi tô tới đâu rồi và làm cái công chuyện tới đâu rồi cô chú anh chị. Dạ cô Tư, con tạm ơn tới đây thì mai con xuống thăm cô Tư tiếp nha. Dạ, dạ. Cô Tư con về nha. Thì chị về đi Phương. Chị Hồng ở lại nha Hồng, em về có một chuyện rồi mai em xuống. Mai em xuống. Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ rồi, uống nước con, uống nước. Rồi em không với anh Năm với hai Nhân ở lại làm nha. Mai em xuống rồi làm tới đâu rồi, mai phải... Mai em xuống ngay cột là dán xong hết không? Còn đi làm giấy tờ rồi. À. Có. Ngày có chở gạch không dán? Có chút xíu mà anh chở lên. Anh chở lên cái gạch tôi dán cột là 2 mét nữa chứ cái gạch dán ở nhà tắm. Dạ, thôi hiện chào cô chú anh chị, hẹn ông bà cô chú anh chị ngày mai gặp lại nha. Dạ. Chào ông bà cô chú anh chị các bạn ạ. À. Hôm nay vợ chồng hiện tới thăm Tư. À, tiếp tục về thằng Hồ giờ đang nghỉ trưa sắp làm về chiều rồi. Ai hiện có nghe Tư hôm qua hết thuốc á. Mới đi mua thuốc về cho cô Tư nè. À, cái thuốc là y như cô Tư đang xài luôn, cũng hiệu thị sĩ gì nè. Nhưng mà hôm nay thôi mua rẻ nè. Dạ, để lời nói cô Tư mình luôn. Bữa nay thì con cũng mời, con cũng chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. À, thì hôm nay mấy anh thợ tô thì phần ngoài đã xong rồi. Chưa xong còn khúc này nữa nhưng mà cũng vô tông rồi nè. Còn một phần ở dưới khúc đằng này. Vô tông rồi khúc trên nè. À, chị Hồng. Dạ. Dạ chào cô Tư, Như Phương. Dạ. Chào chị. Đang nấu nước cho thợ uống cái gì? Đây Tư. Con nghe Tư nói thuốc con chạy con đi mua nè mà sao nghe nói nhiều hổng là 400 tùy giá hôm nay con mua có 303 à. Dạ. Đi thật chị luôn á, con sợ sao nó rẻ hơn, con sợ tạt thuốc tôi uống được. À, cũng y như chai đúng không? Này cả nhà, nó cũng để thị sĩ nè, cũng để thằng Madopa vậy nè. À, cái chai cũ này. Đây. Cái chai cũ rồi. Thì đặt luôn. Đó, thì cái thằng từ quà này á là của chị cũng là chẳng chị Hồng. Đầu tiên là giúp cho Tư sửa nhà rồi thêm ba chị với chú như riêng cái phần này là 1.500.000 của chị Hồng á gửi cho cô. Tưởng chai thuốc mắt con tính mua 3 chai. À, con vô mua 3 chai. 3 chai cái họ tính con có 303 hả? Con thấy gì con tỏ được mua thêm chai nữa 4 chai. Nhà thuốc mà Phương An nè đấy. À, cô Tư nhà thuốc Phương An. Đây ở thị trấn Mỏ Cày Nam đó nha. Là 1.320.000 mỗi chai 3 330.000.
bốn chai uống được tháng không? Hơn mà. Một chai đủ nhân tình phải không? Ừ, cá uống 1 viên chịu luôn, nhiều quá bất viên lên là 2 viên. Mà cái chai này nó có 30 viên à. Ừ. Là uống được 2 tuần chứ. Nếu mà để uống 2 tuần. Đó. Đó. Nếu uống vậy là 2 tuần tại vì 1 ngày 2 viên. Đó. 10 ngày 20 viên. Cái kia mà này 10 viên nữa 5 ngày nữa là được nửa tháng. Hai nếu uống 2 hộp là 4 hộp là đúng được 2 tháng á. Con giữ cái này nha, ví dụ như là cái nhà thuốc này ai đi được thì con gửi con này á, còn không thì con qua số điện thoại á, có gì kêu em điện con mới tiện con đi mua mình cho. Chỗ này nó bán rẻ hơn con trà nè, mà đúng là siêu hộp thuốc luôn. Thì còn dư lại 180.000 cái phòng tiền gửi của mà cô chị Hồng gửi cho cô á, gửi cô có cái gì có ai đi chợ hôm sáng thì cô gửi cho mua mình con 180.000. Phần này cô cấp này giúp con đi, còn ví dụ nhà làm xong rồi con nói lên là bao nhiêu. Cảm ơn cô đi. Thì hôm bữa mình hôm qua mình xuống thì anh Phong chưa có xây hết phần gạch. Hiện nay hôm nay anh Phong với men thợ xây hết phần trong đây à, xây hết phần gạch này nhìn nó rộng rãi mà nó chỉ làm cái chờ làm thợ xong chỉ làm sạch cái này em nghe nè. Chiều nay làm xong hôm này á. Tôi phân tông rồi. Còn hết đó nè. Giờ chiều nay đã tông xong hả chị ha? Chiều nay tông xong. Dạ, tông xong tông lại dọn sạch sẽ lên ở cái xong rồi mà lăn ấy nữa cho nó sét. Khô mới được. Khô hả? Mấy 2-3 ngày nữa nó trả lại lăn mới được. À. Nó khô trắng lăn nó mới rút. Cái cửa bữa ở đây thì bích luôn cái cửa luôn rồi nè. Lăn bê lên, lăn sơn lên, cũng được hết, thấy đẹp lắm. Dạ cô Bảy. Dạ cô Bảy nãy giờ làm gì vậy? Đang con gì đây? Dạ. Chị Hồng có nước sôi chưa nhưng chị Hồng? Chưa. Cái gì vậy? Thôi vậy thì con đến thăm cô hay mua thuốc cho cô ha. Chứ thôi con làm tới đâu rồi cho cô chú anh chị thấy. Rồi giờ thôi clip này thì để đăng lên cho cô chú anh chị thấy tới đây ha. Để cô mà làm xong hết phần thiện thì đưa lên một cái video nữa. Dạ. Thôi con chào cô với em nha. Dạ chở phụ chị vợ em đi bên Bến Tre. À, sẵn dịp con đi Bến Tre thì con đi coi cái xe lăn cho cô Tư luôn. Đặng mua cho cô Tư xe lăn. À, vậy thôi con chào cô Tư, chào Duy Phương nha. À, chào cô Bảy, à, chị luôn. Dạ. Hôm video đến đây cũng đã hết. Xin chào bà cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại. Chào. Dạ con cũng chào ông bà cô chú anh chị và các bạn.